Chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem xe vô lăng nha, lên dốc và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vào số xe của nông khi trở nặng lên dốc nè các bạn. Hiện tại là xe mình đang chờ luôn này, cũng khá nhiều. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vào số nha, và chúng ta cùng lên xe nha các bạn. Về lăng gòn này. Hiện tại đây là xe không nông với lăng của đấy. Và đây là trục cầu. Trục cầu sau nha các bạn. Và đây là số cầu sau. Và đây là thắng tay. Và kia là thắng. Ca. Và bên này là côn. Đây là khóa đề. Và đây là cầu trước này. Số 1, số 2, số 3 và số lùi. Và hôm nay mình sẽ thử chạy lên cầu trước nha các bạn. Thấy cầu trước thì nó có lên nồi hay không? Rồi mình sẽ lấy vào cầu sau nha. Và chúng ta cùng bắt đầu nha các bạn. Thử số 1 thôi nha các bạn. Số 1 thử 1 có trước nha các bạn. Đây là con sau này. Con sau. Mình sẽ mở số trước.